chào toàn thể quý vị khán thính giả và các bạn đã đến với kênh Biển Đông của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới an lành, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin mới nhất từ quân đội Việt Nam, sau khi tướng Triệu Kiên dẫn hơn 1.000 quân lính vượt biên sang biên giới Việt Nam rồi quay về lại Trung Quốc, tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam vẫn không hết ấm ức vì sự bạc nhược của lãnh đạo cấp trên. Từ xưa đến nay, tướng Bùi Cao Khánh nổi tiếng là người trầm tĩnh và nhân hậu. Tuy nhiên, lần này ông không nén nổi sự tức giận vì để cho người Trung Quốc quá lộng hành, nước có phép nước, đó là quy định chung của bất kỳ quốc gia nào. Vậy mà một viên tướng dẫn hơn 1.000 quân lính rầm rập sang Việt Nam, không một lời báo trước, lại ra lệnh quát nạt thì ít có ai mà chịu nổi. Đáng lý ra phải phía Trung Quốc phải thương lượng xong và được sự đồng ý của Việt Nam thì tướng Trung Quốc mới được bước sang biên giới Việt Nam. Nhưng đằng này chúng cậy ý nước lớn đi sang Việt Nam như chỗ không người. Nếu không có cuộc điện thoại từ quân ủy Trung ương thì tướng Bùi Cao Khánh đã cho tướng Triệu Kiên một viên đạn vào đầu rồi. Thật ra đây là lần đầu tiên tướng Bùi Cao Khánh nhìn thấy và đối diện với cảnh này. Trên thực tế, ở nhiều khu vực giáp với biên giới quân Trung Quốc vẫn làm như vậy nên chúng đã thành thói quen. Chúng chẳng coi chủ quyền của người Việt Nam ra gì. Vào tháng trước cũng vậy, một đôi vợ chồng người Trung Quốc không biết phạm tội gì đã chạy sang đất Việt Nam, qua sông Ca Long vào thành phố Móng Cái của Việt Nam. Lính Trung Quốc đã lao sang bằng xuồng cao tốc rồi đuổi bắt đôi vợ chồng này ngay trên đất của Việt Nam. Lính biên phòng Việt Nam lúc ấy đứng chứng kiến cảnh này cũng trơ mắt ếch khi họ điện thoại báo cáo cấp trên thì cũng được lệnh không được nổ súng. Sau khi sự việc xảy ra, sông mới biết hai vợ chồng đó đã cứu hai cô con gái Việt Nam bị bắt sang Trung Quốc đưa vào lãnh thổ. Sự việc tướng Trung Quốc Triệu Kiên cũng tương tự như vậy, nhưng dưới Hà Giang, hơn nữa còn xảy ra ngay trước mặt một viên tướng có tiếng tăm nhất Việt Nam. Khi tên Triệu Kiên đưa quan tài của tướng Vi Quân về nước, hắn đã không thèm chào hỏi và cũng chẳng có một lời cảm ơn. Sự kiêu căng ngạo mạn của viên tướng này khiến cho tướng Bùi Cao Khánh bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông không biết phải làm gì hơn việc tuân lệnh như sơn. Câu nói đầu tiên trong đời lính ai cũng phải hiểu, điều mà tướng Bùi Cao Khánh cay cú nhất trong câu chuyện này. Viên tướng Triệu Kiên quát tháo lính Việt Nam không chào quốc kỳ Trung Quốc khi thi thể tướng Vi Quân được đưa lên khỏi mặt đất. Khi đó, tướng Triệu Kiên hô lính Trung Quốc hát quốc ca và làm lễ truy điệu để đưa viên tướng này lên xe. Tất cả lính Việt Nam đều làm ngơ với chuyện này, tướng Khánh còn quay mặt đi nơi khác. Tướng Triệu Kiên quát mắng bừa bãi là hành động xúc phạm người Việt Nam. Trong cuộc chiến hai bên coi nhau như kẻ thù thì không có lý do gì người nước này phải làm lễ cho một tên giặc xâm lược. Nếu không có lệnh cấp trên, tướng Bùi Cao Khánh không bao giờ chấp nhận cho quân lính của mình đào huyệt lên để lính Trung Quốc mang xác kẻ cướp nước kia đi vào. Hồi năm ngoái, có nhiều người mẹ Trung Quốc đã vượt hàng ngàn km đến đây để xin xác con trai về nước. Tướng Bùi Cao Khánh cảm động vì nỗi lòng thương con của người mẹ nên đã hứa 4 năm sau hãy trở lại nơi đây mang xương cốt con họ về lại Trung Quốc. Đó chính là sự nhân đạo của ông đối với người dân Trung Quốc. Nhưng giữa ông và chính quyền Trung Quốc lại không thể có những chuyện đó, bởi Tập Cận Bình đã ra lệnh cho viên tướng này và tay chân của hắn xâm nhập vào Việt Nam, hãm hại, phá hủy ngành an ninh quốc gia. Nó khác hẳn với những người lính Trung Quốc đi nghĩa vụ quân sự, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Vào trưa ngày hôm nay, tướng Bùi Cao Khánh đã có đơn nghị với cấp trên để ông toàn quyền xử lý những công việc đại loại như vậy. Nếu có chuyện đó tiếp tục xảy ra, đã 3 năm nay ông được cấp trên giao phó toàn quyền chỉ huy 6 tỉnh biên giới phía Bắc, phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, làm theo ý giặc là điều ông không thể chấp nhận được. Nhiều ý kiến của tướng tá Việt Nam cho rằng đơn đề nghị của ông hoàn toàn chính xác. Điều mà những tướng tá Việt Nam lo sợ nhất chính là vị tướng Khánh từ chức. Nếu cấp trên không đáp ứng được yêu cầu của ông, thì khi đó tuyến biên giới phía Bắc sẽ vô cùng nguy cấp. Điều này đã được kiểm chứng bởi từ khi ông được điều động từ biên giới Campuchia về tuyến Bắc, ông chưa từng thua bất kỳ một trận đánh nào. Những viên tướng Trung Quốc đối đầu với ông vô cùng hoảng sợ khi nghe danh của ông. Nếu tướng Khánh từ chức, thì trúng mưu kế của ông Tập Cận Bình. 3 năm qua, Tập Cận Bình vẫn coi tướng Khánh là cái gai trong mắt. Hắn đã nhiều lần cho lính đặc nhiệm ám sát ông, nhưng đều thất bại. Cách Tập Cận Bình điều tướng Triệu Kiên sang Việt Nam có thể cũng chính là kế thích tướng của hắn. Nếu Việt Nam không tỉnh táo sẽ mắc mưu Tập Cận Bình, qua biên giới phía Bắc sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều tướng lĩnh Việt Nam hiểu rằng, ngoài tướng Bùi Cao Khánh ra, không còn một viên tướng Việt Nam nào có đủ năng lực để giữ yên bờ cõi như tướng Khánh. Họ lo lắng nếu được lệnh phải thay cho tướng Khánh, thì họ sẽ không cáng đáng nổi trách nhiệm này. Kính thưa quý vị, như trong bản tin trước chúng tôi đã đưa tin, 1.500 lính Việt Nam và Triều Tiên đã bất ngờ tấn công vào căn cứ quân sự Châu Dương thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc để cứu thoát 200 lính Triều Tiên bị quân đội Trung Quốc giam giữ ở đây. Nguồn tin CNN cho biết, từ xưa đến nay, chưa có một trận đánh nào nhanh gọn và mang lại hiệu quả như vậy. Trại giam Châu Dương hay nhà tù Châu Dương là một căn cứ quân sự của Trung Quốc. Nó cách đường biên giới Trung Triều 6 km, được xây dựng cách đây 20 năm. Từng đó năm trôi qua, chưa có một cuộc tấn công nào của Triều Tiên hay bất kỳ tổ chức quân sự nào.
Có thể nói đó là một nhà tố bất khả xâm phạm vì sự kiên cố, nhưng cũng có thể quân đội Trung Quốc không bao giờ nghĩ rằng lính Triều Tiên lại dám tấn công vào đây. Điều đặc biệt nhất trong trận đánh này là có sự tham gia của quân lính Việt Nam. Tuy nhiên, lính Việt Nam tấn công chỉ vòng bên ngoài, còn lính Triều Tiên là đội quân chủ chốt đánh thẳng vào nhà tù để cứu sống 200 đồng đội. Vấn đề mà các nhà quân sự bàn luận nhiều đến trận đánh này chính là sự trở mặt của ông Kim Jong-un, hay nói cho đúng là sự trở mặt của Tập Cận Bình và được Kim Jong-un đáp lễ, xuất phát từ vấn đề Đài Loan. Hai người đứng đầu nhà nước Trung Triều bất đồng quan điểm khi ông Kim đã dùng những lời lẽ cay độc chê bai Tập Cận Bình, chỉ biết đánh võ mồm chứ không dám động đến Việt Nam và Đài Loan. Tập Cận Bình trừng phạt họ Kim bằng cách cắt đứt viện trợ 200 tấn gạo, 3 tấn thuốc Tây, khiến ông Kim phải xuống thang với Tổng thống Putin. Khi Nga hỗ trợ Triều Tiên, họ tập lại cay cú, đem quân đánh núi Pettu vào cuộc chiến nổ ra ngoài sự kiểm soát. Được biết trước đây hơn một năm, lính Việt Nam theo lời mời của em gái họ Kim đến Triều Tiên với con số hơn 4.000 quân. Rất có thể trong chuyện này họ tập coi thường Việt Nam, nên quân đội Việt Nam ra tay ứng cứu lính Triều Tiên. Hơn thế nữa, còn cho quân tham gia vào trận đánh nhà tù Châu Dương, khiến hơn 300 lính Trung Quốc thiệt mạng, thiệt hại. Hơn nữa là sau trận đánh kết thúc, khu căn cứ quân sự này gần như trở thành bình địa bởi lính Việt Nam dùng bộc phá cho nổ tung tan nát. Hình ảnh vệ tinh vào sáng sớm nay đã quét tất cả các khu vực, người ta có thể nhìn thấy những vết đỏ tạo thành một đường tròn là khu căn cứ quân sự tan hoang, không còn hình thù gì nữa. Tập Cận Bình huy động 5.000 quân lính đến trợ giúp nhưng đã quá muộn. Số lính này sau đó trở thành lính thu dọn chiến trường và xây dựng lại căn cứ Châu Dương. Trong khi đó tại Triều Tiên, chỉ có một kênh truyền hình duy nhất. Người dân và quân lính Triều Tiên được chứng kiến cảnh trận đánh đêm qua của lính hai nước. Chưa có một dân tộc nào sùng bái chủ tịch của họ như vậy. Họ ăn mừng chiến thắng và đón mừng 200 người lính trở về trong niềm hân hoan vô tận. Báo chí Triều Tiên cũng tung hô lính Việt Nam giống như những người bạn chí cốt lâu năm. Trên trang nhất của 180 mặt báo đều đăng hình của những người lính Việt Nam dùng bộc phá cho nổ tung kho vũ khí của Trung Quốc. Hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên và lãnh tụ Việt Nam được người dân Triều Tiên rước đón đầy đường phố. Đúng là chưa có một dân tộc nào cuồng tín như Triều Tiên, dù họ là nước đói khổ, ngang bằng với các nước châu Phi, trái ngược hẳn với Triều Tiên. Người Trung Quốc tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Họ phẫn nộ với Triều Tiên ít mà với người Việt Nam thì nhiều. Điều này cũng dễ hiểu bởi hình ảnh người Việt Nam ôm bom lao vào những cánh cửa phía Tây của nhà tù Châu Dương, làm cho người Trung Quốc ngứa mắt. Toàn cầu thời báo vẫn như thường lệ đưa ra những phán quyết về số phận của đất nước Việt Nam trong những ngày tới. Ông Hồ Tích Tiến, giám đốc tờ báo này đã khẳng định Trung Quốc sẽ tính sổ với người Việt Nam ở biên giới Tây Bắc và biên giới Tây Nam. Ai cũng biết rằng tờ báo này chính là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên những lời tuyên bố trên chính là của Tập Cận Bình. Họ tập giấu mặt phía sau để các cơ quan ngôn luận lên tiếng thay cho mình. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ông Hùng Bá cũng đưa ra lời phản đối gay gắt. Tờ báo của Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trang mạng Trung Quốc cũng đưa ra những lời tuyên bố kịch cẫm khi cho rằng Việt Nam không tự lượng sức mình. Trả lời báo chí trong nước vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, bà Lê Thị Thu Hằng Úc mở nói rằng Việt Nam luôn đứng về lẽ phải và chưa bao giờ sợ những lời đe dọa. Người Việt Nam luôn có những chính kiến riêng của mình, bất chấp những lời tục tĩu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong một bản tin mới xoay quanh thông tin Việt Nam triển khai hệ thống tên lửa chưa từng có trên toàn thế giới, khiến Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Mới đây, nhiều bài viết trên mạng yêu cầu quân đội Trung Quốc hãy dạy cho Việt Nam một bài học. Từ bài viết này, dân mạng Trung Quốc cũng đã bắt đầu sôi sục những vấn đề khác của Việt Nam. Ví dụ như hiện nay, quân đội Việt Nam đã được quân đội ba nước hỗ trợ vũ khí tài quân sự, trong đó có Ấn Độ, Đài Loan, Triều Tiên. Ở Đài Loan, lính Việt Nam có tất cả 2.000 lính, ở Ấn Độ và Triều Tiên mỗi bên là 4.000 lính. Ngoài ra, Việt Nam có thể mang quân đến nhiều nước khác chưa được tiết lộ. Một điểm chung là những người lính Việt Nam đưa sang các nước đều có chung đường biên giới với chống lại với Trung Quốc. Được biết, trước đó ít nhất hơn 100 lính Việt Nam đã xuất hiện ở Triều Tiên. Có thông tin cho biết, lính Trung Quốc đã tấn công lên dãy núi Belco thì lính Việt Nam đã xuất hiện đúng lúc, giúp cho Triều Tiên lấy lại thế trận. 12 xe tăng bọc thép của lính Trung Quốc bốc cháy dữ dội sau đợt phản công đến từ lính Việt Nam. Thế nhưng, câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đây. Khi bất ngờ ông Kim Jong-un cho quân phản công vào căn cứ Châu Dương ở tỉnh Cát Lâm, theo nguồn tin quân đội Việt Nam, Kim Jong-un là hạng người kém miếng khó chịu. Ông ta không chấp nhận thua người khác, nhất là những kẻ như ông Tập Cận Bình. Liên quan đến viện trợ thuốc men, Kim Jong-un ngay lập tức chuyển hướng liên lạc với Tổng thống Putin ở phía Moscow đã đáp ứng yêu cầu này của Triều Tiên. Không điều kiện, và đặc biệt ông Putin còn viện trợ không hoàn lại gấp rưỡi lần. Còn ông Tập Cận Bình bị vỗ thẳng vào mặt thương xót. Tập Cận Bình đã cầu cứu cho quân đội tấn công bất ngờ, chiếm dãy núi Belco và bị phản công dữ dội. Nhưng tưởng chuyện này đã bị lãng quên ở đây để hai bên có cuộc đàm phán. Nhưng vào đêm ngày hôm qua, 1.500 quân lính, trong đó có 500 lính Việt Nam, đã tấn công căn cứ quân sự Châu Dương.
Căn cứ quân sự Châu Dương được mệnh danh là căn cứ lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh Cát Lâm. Đây là căn cứ tổng hợp được xây dựng cách đây 20 năm với đầy đủ các loại vũ khí tối tân. Giữa vùng biên giới Trung Triều, tại căn cứ này có cả một nhà tù quân đội rất lớn. Nhóm lính Triều Tiên sau những trận đánh lớn, ngược lại, phía Triều Tiên cũng bắt được lính Trung Quốc, nhưng cách thức giải quyết lại khác hẳn với Trung Quốc. Theo nguồn tin từ phía Triều Tiên, Trung Quốc bị Triều Tiên bắt giữ không được bao giờ có cơ hội sống sót, họ bị tạm giam, bị khép tội chết vì dám xâm lược đất nước Triều Tiên. Đã có nhiều lần Trung Quốc đưa ra giải pháp đổi tù binh, nhưng phía Triều Tiên không đồng ý. Không biết ông Kim đã thủ tiêu hay vẫn giữ giam ở đó thì vẫn là một bí mật. Có điều, không có nhà tù nào ở Triều Tiên được đặt gần biên giới Trung Triều. Kim Jong Un muốn 1.500 lính Triều Tiên và Việt Nam đánh thẳng vào nhà giam ở Châu Dương. Đây là trại giam quân Trung Quốc, coi nó là thành trì kiên cố. Không có một tù nhân nào trốn thoát trong nhiều năm qua. Và lúc 12 giờ đêm, hàng loạt những tiếng nổ lớn ở phía Tây, khu căn cứ quân sự Cát Lâm, đây là những tiếng nổ bộc phá cho lính Việt Nam, thu hút quân lính Trung Quốc tiến về phía Tây căn cứ. Và đúng như dự kiến, sau một loạt tiếng nổ đó rực cả bầu trời, lính Trung Quốc ồ ạt tấn công về phía Tây, thì từ phía Nam lính Triều Tiên đột nhập vào khu trại giam nhanh chóng và dứt khoát, lính Triều Tiên đã bắn gục những tên lính canh gác, bắn nổ các khóa cấu 200 người lính Triều Tiên bị giam nhiều năm ở đây. Những người lính Triều Tiên vừa thoát khỏi nhà tù, ôm lấy súng của những người lính Trung Quốc bị chết, bắn như vãi đạn vào lính Trung Quốc đang tràn vào như nước lính Việt Nam. Khi đó cũng quay lại đánh ập vào khiến cho quân Trung Quốc phải bỏ chạy như vịt. Tính đến 3 giờ sáng nay thì lính Việt Triều đã chiếm lĩnh toàn bộ khu căn cứ. Họ cho nổ nhà kho vũ khí trốn chạy bằng xây nhà binh của Trung Quốc về bên kia biên giới. Khoảng 300 lính Trung Quốc bỏ mạng tại hiện trường. Trong khi đó, số quân lính của Việt Triều thiệt mạng không đáng kể. Khi viện binh của Trung Quốc tới nơi trận đánh đã kết thúc, lính Trung Quốc cũng không dám đuổi theo sang phần đất bên kia vì sợ bị mai phục. Chính dân mạng Trung Quốc cũng chưa nhận được nguồn tin từ trận đánh này bởi không thấy thông tin nào được họ nhắc tới. Nhiều người dân ở tỉnh Cát Lâm vẫn tưởng kho vũ khí quân đội bị nổ chứ không nghĩ rằng lính Việt Nam và lính Triều Tiên đã tấn công. Nếu biết thì chắc chắn họ đã tăng đàn lên mạng xã hội. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất của chúng tôi.